Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop đồ công Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người cái video số 210 và bao gồm có tất cả là 12 cái cây cần hàng Nhật Bản, và lô cần của em ngày hôm nay tất cả đều là chất liệu fit dạng cần ráp khúc có từ 2 đến 4 khúc nha mọi người. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người cũng có khá nhiều cây cần câu biển, câu bạo lực và có cả những là cần câu bạo lực nhưng mà dạng hai ngọn. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, anh em có ship code toàn quốc và phí ship của mọi đơn đối với cần là 40.000 khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Thì đầu tiên em xin giới thiệu với mọi người cây cần số 1 ở đây em có nè. Thì cây số 1 ở đây em có đây là một cây của Daiwa dài 1m6, bao gồm có hai khúc như thế này ạ. Cán của cần thì như thế này, cán cần thì nó bị trai xước nhị thôi. Đây, vị trí nó bị bong tróc cái nước sơn bên ngoài cũng khá nhỏ. Bát của cần là bát Fuji Six như thế này. Màu sơn của cây này là màu trắng sữa như thế này nha mọi người. Tem của cần là tem vàng thế này nhưng mình phải bong cái lớp mực in rồi, chỉ còn là cái tem màu thế này thôi. Và cây Daiwa dài 1m65, nặng là 435g. Thì cây này sẽ có tất cả là 3 khoen và một đầu bu. Khoen của cần là khoen Fuji thế này, Fuji loại sứ trắng ở đây. Và đầu bu của cần là đầu bu rồng rọc, thì đầu bu cũng khá là sáng, khuyên của cần cũng khá là ok. Ngoại hình cây này thì không có trài xước, cũng khá là nhỏ thôi, trài xước vị trí này, cán. Và độ lớn ngọn là 4 ly và độ cứng của cây này, cần đây là dạng cần ngọn đặc nha mọi người. Nguyên cả cái thanh này là dạng là ngọn đặc, nguyên cả khúc ngọn này là chất liệu là đặc cả, không phải rỗng. Thì cây này ngọn 4 ly, độ cứng cũng khá là cao, độ cứng tầm khoảng là 80 đến 100 nha mọi người, 80 lb đến 100 lb. Thì sức tải của cây này tầm khoảng là 40 kg là khá là ok, 40 kg là kéo khỏe nha. Đó là cây số 1, và cây số 1 này có giá là 500.000. Tiếp đến cây số 2 ạ. Thì cây số 2 ở đây em có cây là một cây của MNFT như thế này, bao gồm có hai khúc ở đây ạ. Còn chưa cần. Cán của cần là trầy xước, những vết xước nhỏ thế này thôi. Bát inox vàng. Tem của cần ở đây cũng vậy, cũng bị pha mất cái mực in rồi. Và cây này là NFT dài 1m8, bao gồm có hai khúc như thế này. Và khoen của cần cây này sở hữu một khoen cái khá là đẹp này, khoen cái là dạng khoen biển thế này nè, khoen bướm. Và tất cả các khoen đều là khoen Fuji cả. Phần ngọn của cần thì cây này ngọn cần là dạng ngọn tháp, thì những cái cần mà có dạng ngọn tháp đều là dạng thiết kế là kiểu là ngọn đặc, thì nó độ cứng nó rất là cao. Thì cây này tất cả các khoen đều là khoen Fuji loại sứ xám và có dạ quang bên ngoài. Cây này có tất cả là 6 khoen, bao gồm cả đầu bu và độ cứng của cần đây ạ. Thì cây số 2 này có độ cứng là 30 đến 50. Thì 30 đến 50 thì khả năng kéo của cần này là tầm 15 kg, khá là ok. Thì những cái này thì 30 đến 50 lb, tương ứng với cái sức kéo là khoảng 15 kg là ok nha mọi người. Và cây số 2 này nặng là 500g. Ở đây bởi vì nó nặng phần cán này, còn cái ngọn còn khá là nhẹ. Cái ngọn nó bị trầy xước thế này nha, trầy xước vị trí nhỏ thế này thôi. Và cây số, độ lớn ngọn của cây số 2 này là 1 ly 8, dạng ngọn nhỏ thế này nha. Còn độ cứng là có thông báo trên bên cần rồi. Và cây số 2 này có giá là 480.000. Tiếp đến cây số 3. Cây số 3 đây em có là một cây hiệu NFT. Thì cây này chất của cần là chất phíp đỏ nên nó rất là nhẹ, và dòng này thì chất phíp đỏ thì cái này xài rất là ok, bởi vì nó khá là bền và nó độ dẻo khá là cao nhé. Nên nó mọi người xài cái dòng này thì rất là sướng cái dòng này nha. Và bát của cần là bát Fuji Six như thế này, bát gập. Và khoen thì cái này tất cả các khoen đều là khoen Fuji cả. Và ngoại hình của cần thế này, phần chui của cần cái này ngoại hình cũng khá là đẹp, trai xước nhỏ như thế này thôi, không đáng kể lắm đâu, những vết xước nhẹ thế này. Khoen của cần cũng vẫn còn khá là sáng. Dài 2m7, bao gồm có 3 khúc như thế này. Thì cây này nặng 313g, khá là nhẹ nha, dài 2m7, bao gồm 3 khúc. Khoen của cần đây ạ. Thì cây này khá là nhật khoen nha, khoen khá là nhật. Có tổng cộng là 4, 6, 8 và 10 khoen luôn, bao gồm cả đầu bu. Ở khúc gốc có một khoen cái thế này, mười khoen bao gồm cả một đầu bu nha. Đây, các khoen của cần tất cả các khoen đều khá là sáng, dài 2m7, bao gồm có hai khúc như thế này, ba khúc ạ, 2m7 ba khúc ạ. Nặng là 313g và độ lớn ngọn là 15. Thì độ lớn ngọn là 1 ly 5 ạ. Thì cây này độ cứng tầm khoảng là 20
20 đến 30 bên dạng ngọn tháp, ở về ngọn tháp này rồi. Thì cái độ dẻo nó cứng một cái là cao. Thì 20 đến 30 thì sức tải tầm khoảng là 5 kg, hơn 5 đến 8 kg thì thấy là ok nha. Thì em báo cái độ cứng độ tải thì cũng luôn trừ hao cả. 20 đến 30 LB. Và cây số 3 này có giá là 430.000. Tiếp đến là cây số 4 ạ. Cây số 4 ở đây em có, đây là một cây của hãng nội địa Nhật, hãng là TRFT nha. Cái tên nó bị trái này, nó bị phai mực mực và nha. Nhưng mà dòng này cái chữ màu như này là kiểu của hiệu TRFT hết. Hàng nội địa Nhật, bát inox vàng, chua của con ở đây. Chua của con thì khá là đẹp, cái phần cán rất là đẹp nha. Chỉ quấn còn khá là mới. Bát inox vàng thế này ạ. Khoen của con này tất cả đều là khoen Fury cả, loại sứ trắng bên trong. Thì cây này thì cái đặc điểm là cái vẻ là bị lai hai khoen màu này nha. Màu trắng hay là lỗi đen thế này. Thì tất cả đều là khoen Fury cả. Thế này. Ngoại hình thì cây này có bị trầy xước thế này. Dài 3 mét cho mọi người, bao gồm có 3 khúc ở đây ạ. Ngoại hình cây này có trầy xước thôi. Dài 3 mét. Cây số 4 này nặng là 457g và độ lớn ngọn là 3 ly 2. Tất cả các khuyên của cần đều là khuyên Fury như thế này. Đầu bu của cần đây ạ. Như thế này nha. Ngoại hình đây có vị bị trầy xước như thế này nha mọi người. Nói chung là cây này nó màu sơn là màu đà. Và vị trí nó bị trầy xước ở đây. Và độ lớn của ngọn là 3 ly 2 và độ cứng là tầm khoảng là 20, dao động khoảng 30 ạ, dao động khoảng 30 nha, 30 LB. Thì độ sức tải thì tầm khoảng cũng 5 đến 8 kg cũng khá là ok. Và ngọn này thì nếu như khách nào đang câu dạng câu diều thì sức tải này thì 5 đến 8 kg khá là ok nha. Còn nếu người ta câu bạo lực, câu tức thì không thể được nha mọi người. Tiếp đến là cây số 5 ạ. Thì cây số 5 ở đây em có, đây là một cây dạng cần câu biển nha mọi người. Đây ạ. Cây này thì cần bạo lực câu biển, bao gồm có 3 khúc, 2 ngọn, dài 3 mét, bao gồm 3 khúc và có 2 ngọn thế này. Thì cây này là một cây hàng nội địa, hãng là Sakura. Đây, em giới thiệu khúc gốc trước. Thì những cái dòng cần Sakura này hãy dán tên thế này và được khắc chữ thế này nha. Phần cán của cần được quấn nhỏ khá đẹp thế này. Đây, chui của cần ở đây. Bát là bát inox vàng. Phần này được quấn nhờ còn khá là đẹp. Cái vị trí này nó màu nó khá khác màu, bởi vì cái này là lúc ban đầu em về nó vẫn còn bọc cái nhựa bóng của cái cần, thì em vệ sinh nó hơi bẩn bẩn nên em lột nó ra luôn. Nó nhìn ở bên trong nó còn khá là mới cái chỉ này. Còn vị trí này thì lâu rồi nó bị dính bẩn, nó ngã màu một tí thôi. Cán cần thôi này. Và khúc thứ hai của cần như thế này. Cái này đây vẫn còn là cái cây này, vị trí này vẫn chưa lột cái bọc nhựa ra nha mọi người. Mọi người thích thì người ta về người ta lột bọc nhựa này ra cho nó mới cần, không mà đỡ dày cũng không có vấn đề gì cả. Đây, cái lớp nhựa bọc bên ngoài nè thì không có trầy xước gì cả đáng kể nha. Đây vị trí này là họ lột ra rồi, là họ đã bóc cái lớp bọc nhựa ra rồi. Còn vị trí khúc dưới này vẫn còn cái lớp bọc nhựa bên ngoài. Và hai khúc ngọn đây, cây này thì độ cứng rất là cao, độ cứng rằng là từ 150 đến 200 và độ cứng một ngọn là 80 đến 100. Thì cây này khách nào sang hàng bạo lực thì những cây này là khá là ok nhé. Ở đây khuyên của cần là ở dạng cần là khuyên biển nha mọi người. Đây, khuyên biển thế này khá là sáng, có một vài vị trí gấp nhỏ nhỏ dưới nó bị đóng muối như thế này, nhưng mà cái này thì chúng ta cậy hết ra này là khá là ok, vì em vệ sinh nó còn sót một vài vị trí nhỏ bên trong. Đây, khuyên biển thế này. Khuyên này chúng ta, những cái dòng khuyên này chúng ta chuyên câu biển này. Và đầu bu của cần, hai cây cần này có đầu bu khá là đẹp. Đầu bu cần thế này. Hai ngọn. Dài 3 mét, bao gồm có 2 khúc và 2 ngọn như thế này. Và cây số 5 này nặng là 859g. Nếu với 2 khúc và 1 ngọn thì nặng là 859g ạ. Độ lớn ngọn tương ứng là 3 ly 5 và 4 ly 8. Độ cứng tương ứng là 80 đến 100 và 150 đến 200. Thì những cái dòng cần là dòng cần bạo lực. Chúng ta câu biển câu cá lớn nhé. Ngọn cần và ngọn tháp nữa này. Cây này là độ cứng là từ 150 đến 200 rồi nha mọi người. Đây.
Hiện 150 đến 200 là bao thì chúng ta cạo cá là 6-70 kg rồi cá là ok nha. Với ngọn cứng nè. Là câu biển. Đây, cứng là 80 đến 100. Và cây số 5 này có giá là 850.000. Và 3 mét bao gồm có 3 khúc và 2 ngọn. Tiếp đến là cây số 6, cây số 6 đây em còn có một cây dài 3 mét bao gồm 3 khúc 2 ngọn thế này. Và cây này độ cứng cũng rất là cao. Thì cây này ngoại hình khá là đẹp. Nhưng mà trài xước đây có một vị trí trài xước nhỏ như này thôi. Có một vị trí nhỏ vị trí ở đây thôi, còn những vị trí khác thì không đáng kể đâu. Khúc đầu tiên của cần. Bát inox vàng ạ. Cán của cần đây, khá là đẹp. Tem của cần. Đây vị trí này có bị trài xước nữa nha mọi người. Trài xước này. Và hai khúc của cần. Khúc thứ hai vị trí trài xước khúc thứ hai đây. Khuyên của cần tất cả đều là khuyên Fury cả. Khuyên Fury loại xứ trắng và đầu bu của cần cũng là đầu bu Fury thế này. Tất cả các khuyên đều khá là sáng. Thì cây này có tổng cộng là 7 khuyên bao gồm cả đầu bu. Khúc ngọn này nó có vị trí bị rất nhẹ thế này. Ngọn của cần tất cả đều là ngọn tháp cả. Ở đây. Thì cây số 6 này nặng là 690 g. Độ lớn ngọn là 4 ly 1 và 4 ly 3 về độ cứng thì hai cái này thì nó độ cứng cũng tương gần xem nhau thôi. Còn độ cứng khoảng 80 đến 100 nha mọi người. 80 đến 100 thì ta tải cá 40 kg. Khá ok rồi. 80-100. Và cây số 6 này có giá là 670.000. Tiếp đến nữa là cây số 7 ạ. Thì cây số 7 ở đây em có là một cây của NFT. Thì cây này nó cái chất của cần nó giống như cây số 3. Chất cần giống cây số 3 như thế này nha mọi người. Hai cây này. Thì cây này ở đây em có cũng là một cây dài 2m7 bao gồm 3 khúc như này. Dài 2m7 bao gồm 3 khúc ở đây. NFT hiệu cần. Và có bị trầy xước những vị trí nhỏ như này. Và chất của cần cũng là chất phíp đỏ. Bát lại bát inox vàng. Chui của cần như này. Ngoại hình cây này cũng khá là sáng, trài xước một vài vị trí nhỏ như thế này thôi ạ. Không đáng kể. Và ngọn của cần là dạng ngọn tháp. Thì cây này có tất cả là 4, 6, 8 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Và tất cả các khuyên đều là khuyên Fury loại xứ trắng thế này. Khuyên rất là đẹp nha. Cây này ngoại hình cũng khá là tương đối, khá là ok. Trài xước nhỏ thôi. Khuyên còn khá là sáng. Và cây số 7 này nặng là 511 g và độ lớn ngọn là 3 ly. Và cây này có độ cứng ở trên cần cả là 50 đến 80 lb ạ. Độ cứng là 50-80 như nào. Và 2m7 bao gồm 3 khúc. Thì 50-80 thì lúc nãy giờ chúng ta cứ độ sức tải tầm 20 kg cũng khá là ok. 20 đến 30 dao động rồi đấy. 20 đến 25 cũng khá là ok rồi. Và 2m7 tem của cần là tem thế này, tem vàng thế này nha. Nhưng nó bị trầy xước ở đây ạ. Và cây số 7 này nặng là 511 g. Và cây số 7 này có giá là 480.000. Tiếp đến cây số 8. Cây số 8 này em có một cây cũng cần bạo lực. Hai ngọn luôn nha mọi người. Cây này dài 2m4 bao gồm 2 khúc như này. Và hai ngọn. Còn chui của cần thế này. Chui của cần cũng khá là đẹp. Cán với trài xước thì đáng kể cả. Bát inox vàng. Đây khúc thứ nhất của cần. Cây này dài 2m4 bao gồm 2 khúc và cây số 8 này nặng là 665 g. Đây, dài 2m4 như thế này, bao gồm 2 khúc. Hiệu NFT, NFT là một hiệu cần hàng nội địa Nhật. Thì cây này nó có màu xanh rêu nhé. Có bị trầy xước nhẹ một vài vị trí thế này. Đây trầy xước thế này nhé. Đây này. Khúc thứ nhất thì cái phần chỉ quấn của cần cũng khá là sáng. Và hai ngọn của cần. Thì hai ngọn ở đây em có nên là một ngọn dạng bạo lực. Có độ cứng là từ 150. Ngọn thứ hai có độ cứng là 60. Khuyên của cần tất cả đều là khuyên Fury loại xứ trắng thế này nhỉ. Như thế này cả. Ở đây. Khuyên của cần. Khuyên thì còn khá là sáng nhé. Và đầu bu của cần thế này ạ. Chỉ quấn của cần đây. Chỉ hào quấn màu dạng là màu xanh rêu. Đây vị trí này hơi bị sờn nhẹ thế này thôi.
Tại vì cái màu sơn màu chị nó nhìn nó lâu ngày rồi bẩn, nó nhìn nó cũng một vài vị trí nó không được sáng này, vị trí này hơi sơn nha mọi người. Sơn cái chị quấn thôi. Và cây số 8 này có độ lớn gọn là 2 ly 2 và 5 ly 3, độ cứng tương ứng là 60 đến là 80. 60 đến 80. À, 60 đến là 150 ạ, à, theo cây thông số của con đây. Cây này là cứng 150 nè. Hai ngọn. Và cây số 8 này có giá là 800 nghìn. Tiếp đến là cây số 9. Thì cây số 9 ở đây em có một cây đai hoa dài 39 bao gồm 3 khúc như này. Còn chui của cần ở đây. Cây này thì cái và mặt ngoại hình một vài vị trí nó trầy xước nhỏ như này. Bát inox vàng. Khuyên của cần là khuyên đầu tiên là khuyên cái là khuyên Fuji loại sứ trắng và khuyên gặp được như này. Ở đây vị trí này là bị bong nha, bị trầy xước bong cái mực in nha mọi người. Đây là một cây đai hoa dài 3m9 thế này ạ, dài 3m9 bao gồm có 3 khúc tem của cần đây. Nó bị trầy xước thế này nha. Đây, nhìn thì cần thì cũng không đến nỗi tệ. Vài vị trí thì cái lớp keo bóng của cần nó bị bong nhẹ như này. Đầu bu của cần ở đây. Tất cả các khuyên đều là khuyên Fuji loại sứ trắng cả ở đây. Thì dòng này khuyên cũng khá là lớn, đầu bu cũng rất là lớn nha. Thì cái này ra câu ra dây cũng rất là nhanh. Trầy xước nó nhỏ, cái vách nhỏ nhỏ như thế này ạ. Cán của cần đây. Đây. Hai khúc thì có bị trầy xước những vị trí này nha mọi người. Cũng không có nhiều lắm đâu. Không có xước. Nhỏ như thế này. Thì cây số 9 này dài 3m9, nặng là 775g và độ lớn ngọn là 3 ly 9. Thì cái chất cần này thì cũng nó dòng đai hoa và chất cần này cũng tương tự giống cái cần mà dòng cần phíp đỏ của cái đai hoa thì khá là bền, độ cứng này độ lớn ngọn là 3 ly 9, độ cứng là 40 đến 50 nhé, 40 đến 50. Thì cây này ta tải cá cũng là 20 kg, cũng khá là ok nhé mọi người, 15 đến 20 kg, và 15 kg thì rất là ok, 15 kg là khỏe. Thì cái dòng cần đai hoa này rất là nhìn cái ngọn 3 ly 9 nhưng mà cái độ cứng nhìn nó rất là chắc chắn. 39 ạ. Đó, và vị trí trầy xước đây, vị trí trầy xước như thế này. Và cây số 9 này có giá là 540.000. Tiếp đến cây số 10. Thì cây số 10 ở đây em có, đây là một cây của Olympic. Chui của cần ở đây. Cây này dài 4m2 nha mọi người. Tem của cần giảm vị trí này. Có vị trí những vị cần xước như này. Ở đây. Bát là bát in nắp vặn ở đây ạ. Đây vài vị trí nó bị cần như này nha mọi người. Khúc thứ hai này, nó cần những cái bát xước cần nhỏ nhỏ đi cần như này. Olympic như này. Bracuba dòng cái tên của cần. Và khuyên của cần là khuyên Fuji loại sứ trắng cả. Đây, vị trí nó bị xước nha. Những phát xước cần cái này. Dài 4m2 bao gồm có 3 khúc. Và cái dòng cần Olympic thì cái đầu bu của cần dạng cái này nha mọi người. Đây, khuyên của cần. Tất cả các khuyên đều là loại sứ Fuji, loại sứ trắng. Và cây này có tổng cộng là 5 khuyên bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Cây ngoại hình thì có những cái vết xước như thế này ạ. Cây số 10 này nặng là 762g. Độ lớn ngọn cũng là 3 ly 9 ạ. Cái này độ lớn còn và độ cứng cũng vậy, tầm khoảng là 40 nha, 30 đến 40. Thì cái này tải 10 15 kg. Và cây số 9 này có giá là 550.000. Tiếp đến cây số cây lúc nãy là cây số 10 nha mọi người. Cây số 10 là cây 4m2 Olympic. Tiếp đến là cây số 11. Cây mới 11 ở đây cũng là một cây Olympic dài 4m2 luôn ạ. Thì cây này ngoại hình thì có những vết xước nhẹ thế này. Cây này ngoại hình khá là sáng đẹp. Bát là bát Fury FS7 thế này. Cây Olympic ở đây ạ. 4m2. Khuyên của cái là khuyên inox gập như này. Khuyên của cần tất cả các khuyên đều khá là sáng. Cây này có tổng cộng là 5 khuyên bao gồm cả đầu bu và ngoại hình. Cây này khá là sáng đẹp nha. Đầu bu của cần thế này. Dài 4m2.
Thì cây số 11 này nặng là 465 65 gram ạ. Cây này chắc này, chắc này nó khá là nhẹ nha. Và độ lớn ngọn là 3 ly 3. Thì cây này độ cứng là tầm khoảng là 20 đến 30 nha. Con nhãn còn khúc thế này, đúng là đơn thế này. Và cây số 11 này có giá là 540.000. Ngoại hình cây số 11 khá là sáng đẹp. Tiếp đó là cây số 12, cây cuối cùng. Thì cây 12 đây em có, đây là một cây của Olympic. Cây này là chắc còn phíp đỏ nha mọi người. Cây này phíp đỏ nhưng cây này có ngoại hình nó bị xước thế này. Cây này ngoại hình cái phần khúc kề góc thế này, nó bị xước những vị trí này ạ. Còn khúc thứ hai thì cũng có những vết xước này, da ngoài trần còn phíp đỏ và tất cả các khuyên còn đều là gặp được thế này. Bát là bát Fury FS 7 FB thế này, bát Fury tem vàng như thế này nhé. Khuyên của càng khuyên gặp được ở đây, tất cả các khuyên Fury đều gặp được ở đây. Khuyên cái có tổng cộng là 4 khuyên bao gồm cả đầu bu, và đầu bu của càng là đầu bu như thế này nha mọi người. Màu chống sáng thế này. Cây số 12 này nặng 753 gram và độ lớn ngọn là 4 ly. Cây này độ cứng là khá là cứng, là 50 đến 60 nha. 50-60 thì sức tải của cây này thì cũng là 15-20 kg, khá là ok nha mọi người. Và cái chất phíp đỏ này thì khá là bền và cũng được nhẹ nhẹ thôi, nặng là nó nặng là 753 gram ạ. Thì cây số 12 này nó bị trầy xước cái phần cán thế này thôi. Đây, vị trí này gần cán, ở trên này có bị trầy xước thế này nữa. Và cây số 12 này có giá là 560.000. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 12 cây cần của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại 0974088309. Và khách chốt hàng bằng cách comment bên dưới video thì em xin cả số điện thoại và cả địa chỉ nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ. Thì cây số 12 ở đây ạ, 2 cây cán như thế này nha mọi người.